Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi chiều tối ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay thì Phong vẫn nhắc lại quý vị là buổi gặp gỡ với lại các vị dân cử những người chịu trách nhiệm cho an toàn cuộc sống của quý vị. Nếu quý vị cảm thấy là homeless bu đầy ở cơ sở thương mại của quý vị, nếu quý vị cảm thấy cộng đồng thiếu an toàn hơn và nếu quý vị cảm thấy rằng là thuế ở thành phố của mình cao hơn, quý vị có thể đến gặp gỡ với lại những người mà được xem là nắm quyền lực và có những cái quyền lực ở tại California, trong đó gồm có à, chủ tịch của hạ viện California rồi à, bộ trưởng tư pháp của California. À, các dân biểu từ, à, thị trưởng cũng như công tố viên và nghị viên à, ở đây thì quý vị thấy ra có rất nhiều người à, sẽ xuất hiện trong cái à, buổi tiệc của Vietnamese American Business Association gọi tắt là VABA năm 2023 vào ngày 25 tây tháng à, 2 ngày thứ bảy à, và ở đó thì nó được tổ chức ở tại Mipitas California và quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại Teresa 51099497754 510-994-9754 để có thể đặt vé và có dịp gặp gỡ với lại những người được xem là khá quyền lực ở tại California. Nếu quý vị muốn tham dự nhất là những quý vị nào làm ăn buôn bán tại California. Quý vị có thể tới dự bữa tiệc này, đó là cái thông báo của phòng. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres lên tiếng ngày thứ Năm nói rằng lực lượng Đức Quốc xã tìm cách xóa sổ và cướp đi tên tuổi của hàng triệu người Do Thái khi sát hại họ trong đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, thì à, ông nói rằng là cuối cùng họ đã thất bại bởi vì tên tuổi của những người bị sát hại gồm 4.8 triệu người đã được đề tên ở trong một cái cuộc triển lãm tại New York. Đây được xem là cái ngày một ngày trước khi mà có cái buổi tưởng niệm về cái giai đoạn mà người Do Thái bị thảm sát tạo trong đại nghị thế chiến gọi là Holocaust uh, remember uh, remember days. thì uh, ông tổng thư ký cho biết cuộc triển lãm này đã nhấn mạnh tên tuổi của hàng triệu người Do Thái và trong đó uh, cái cuốn sách mới nhất và cái cuộc triển đảm này có tên là The Book of Names of Holocaust Victim tức là cuốn sách mang tên tuổi của những người nạn nhân Do Thái sẽ được chuyển tới cái Headquarter của New York bởi Yad Vashem được xem là một trong những cái trung tâm tưởng niệm về thảm sát người Do Thái được đặt tại Jerusalem và sẽ được chuyển tới New York và trong đó thì cái... Bức tượng này sẽ là cao khoảng 6.56 feet và à, rộng khoảng 3.3 feet với lại à, cái chiều mà dày của nó là 26.45 feet. tức là à, trong đó thì nó sẽ mang tên khoảng khoảng 4.8 triệu người Do Thái được xác nhận và lai lịch của họ bởi giác Vaslam sau một thời gian dài gần 70 năm họ tìm kiếm tên tuổi của những người đã bị sát hại đây được xem là một trong những cái cuộc triển lãm lớn tại New York để nhấn mạnh vào ngày mai là ngày tưởng niệm các cái nạn nhân do thái đã bị thảm sát trong đệ nhị thế chiến đó là bản tin đầu tiên liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay lực lượng Hoa Kỳ đã thành công sát hại được một chỉ huy cao cấp của lực lượng hồi giáo ISIS tại Somalia Bản tin từ Washington cho biết lực lượng à, đặc nhiệm của Hoa Kỳ đã sát hại được một viên chức cao cấp của nhà nước Hồi giáo ISIS cùng với lại 10 thành viên khủng bố ở trong một cái căn cứ của họ ở phía bắc Somalia. Chính quyền của Joe Biden đã đưa ra thông báo vào ngày hôm nay thứ Năm. Chiến dịch này đã được thực hiện vào ngày thứ Tư nhắm vào khu vực gọi là Bilal al-Sudani, một cái khu vực tài chánh than chốt và chuyên cung cấp tài chánh cho các tổ chức khủng bố và nó nằm ở trong các cái hang động ở trên cái núi uh, dãy núi mà được xem là khá phức tạp. Và hành động này Hoa Kỳ cùng với các đối tác rất an toàn và có thêm à, sự à, an ninh và trong đó chúng tôi đã thành công sát hại được những kẻ này. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đưa ra trong bản statement. Trước đó thì ông Joe Biden trong cuộc họp báo vào tuần trước cũng cho biết là sẽ có thêm những sứ mạng của Hoa Kỳ mà ông đã chấp thuận cho việc thực hiện cái à, chiến dịch tấn công này à, và ông Austin cùng với lại à, tổng tâm mưu trưởng của hoa kỳ là tướng mark Milley cũng đã đồng ý và trong đó họ đã làm việc cận lực trước khi mà cuộc tấn công này diễn ra Anh sudani được xem là kẻ đã có những cái mà thi phía hệ thống radar của hoa kỳ cho biết trong nhiều năm nay đã bị uh, truy nã và là đóng vai trò then chốt trong việc mà cung cấp nguồn ngân quỹ hoạt động cho isis ở tại uh, phi châu và trong đó bao gồm luôn nhóm isis k vốn đang hoạt động tại afghanistan theo tường trình của ông austin cho biết Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ cáo buộc vào năm ngoái. Thì nhân vật Sudani này đã làm việc cùng với lại một nhóm những cái tổ chức Hồi, hồi giáo ISIS khác gồm có Adela Hussein Abadiga, người được xem là đã từng thuê mướn những người trẻ ở Nam Phi để gửi họ các cái vũ khí và vào trong các cái trại huấn luyện để cho họ có thể thực hiện các chiến dịch khủng bố. Abadiga, người kiểm soát ít nhất là hai cái đền thờ ở tại xa Nam Phi và sử dụng cái vị trí này để mà uh, quyên thêm tiền và lấy thêm tiền từ các thành viên trong các cái đền thờ này. Và Al-Sudani thì uh, được xem là một trong những người mà ông Ambadiga đã tin tưởng và ủng hộ trong đó. Tay này được xem là viên chức cao cấp của nhóm Hồi giáo ISIS ở Nam Phi. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất diễn ra và phía Hoa Kỳ đã thành công sát hại được tay chỉ huy trưởng cũng như là lãnh đạo này cùng với lại 10 tên khủng bố khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay cùng một lượt trong ngày hôm nay thì hoa kỳ cho biết là họ sẽ ban lệnh cấm vận với lại phó tổng thống của paraguay và cựu tổng thống về vấn đề tham nhũng bản tin mới nhất từ phía của lima peru cho biết <laughs> Hoa Kỳ đã đưa ra lệnh cấm phận trừng phạt với lại cựu à, tổng thống của à, Paraguay là Horacio Catechara và người đương kim phó tổng thống hiện nay là Hugo Velasquez à Moreno vào ngày thứ năm và công bố về cáo buộc những người này đã có những cái hành động tham nhũng và à, có quan hệ với các cái tổ chức khủng bố. Carter và Valeré uh, Valerie đã can dự đến một cái hệ thống được xem là tham nhũng và nằm dưới cái uh, quyền uh, gọi là xã hội dân chủ của Paraguay và trong đó họ lại có quan hệ mật thiết với lại các nhóm hồi giáo Hezbollah. À, phía Hoa Kỳ đã lên tiếng và nói rằng nhóm này là một tổ chức khủng bố theo tường trình của Bộ Tài chính cho biết và kết quả là hai người này sẽ bị ngăn chặn không được phép bước chân tới Hoa Kỳ hoặc sử dụng bất kỳ một hệ thống tài chính nào của Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của Mas Osfield, được xem là đại sứ của Hoa Kỳ tại uh, Paraguay đã lên tiếng cho biết như trên. Cả ông Carter lẫn uh, Velakil là hai người đã uh, bị uh, nằm trong danh sách gọi là tham nhũng vào năm ngoái. Tuy nhiên thì việc cáo buộc này vẫn được gia tha gia hạn thêm và Bộ Tài chính đưa ra lệnh cấm vận đối với lại bốn công ty được làm chủ bởi ông Carter, trong đó gồm có Tabaco USA, Bibidas, uh, Bebidas USA, Domin Americana Acquisition và Frigorifico Chaha. Đây là bốn công ty nằm dưới quyền của ông này. Và ông Verlake cho biết ông ta bất ngờ trước việc cà cá buộc nhắm vào ông ta và bác bỏ tất cả những cái cáo buộc của phía Hoa Kỳ. Tôi thật sự không có quan hệ với Hezbollah và bất kỳ một tổ chức khủng bố nào. Ông phó tổng thống này đã nói với các giới truyền thông của địa phương và ông ta nói rằng ông ta không có ý định từ chức. Tôi đã được chọn bởi người dân Paraguay. Trong khi đó thì ông KC người đã trở thành tổng thống của Paraguay vào năm 2013 tới năm 2018 đã không lên tiếng cho biết, ông ta đã bác bỏ tất cả những cái cáo buộc về tham nhũng của Hoa Kỳ vào năm ngoái. Tôi deny và bác bỏ tất cả những cái lời cáo buộc này. Ông Caste đã viết trên Twitter vào tháng 7 năm 2022 và nói rằng ông ta cam kết là sẽ ủng hộ cho các cái tin tức mà chính quyền đã nói cần để mà xác nhận điều này. Đây được xem là một trong những lệnh cấm vận mới nhất mà Hoa Kỳ đã áp dụng đối với nhà lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Paraguay và phó tổng thống của quốc gia này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, thì ông ngoại trưởng Hoa Kỳ là Anthony Blinken đang bay tới Trung Đông giữa lúc mà Hoa Kỳ báo động về tình trạng bạo động gia tăng. Bản tin mới nhất cho biết, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ bay tới Ai Cập, Do Thái và vùng Tây Ngạn trong cuối tuần này, theo tường trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra vào ngày thứ Năm. Trong đó, Hoa Kỳ đặc biệt báo động về tình trạng gia tăng bạo động giữa Do Thái và người ta Palestine tại vùng Tây Ngạn, vốn đã kéo dài hai tập niên qua chuyến viếng thăm của ông Blinken tới do Thái đã được dự tính trong vài tuần lễ. Tuy nhiên, việc mà do Thái đột kích vào khu vực à, trại tị nạn ở tây ngạn vào sáng ngày thứ năm, nơi mà người Palestine nói rằng có 9 người dân đã bị thiệt mạng, bao gồm một phụ nữ trên 61 tuổi, à, đã khiến cho ông thay đổi lịch trình và ông nói rằng ông sẽ nói chuyện ở Jerusalem và Ramallah. Do lực lượng do Thái cho biết, họ đã bắn gục một à, thiếu niên 22 tuổi vào cùng một ngày và chuyến đi này là chuyến đi thứ hai của viên chức cao cấp an ninh của Hoa Kỳ tiếp theo chuyến viếng thăm lần thứ hai của một viên chức an ninh cao cấp của Hoa Kỳ trước đó đã đạt được thỏa thuận giữa ông Joe Biden và thủ tướng do Thái là Benjamin Netanyahu đặc biệt trong vấn đề tranh chấp với người Palestine cuộc đột kích ngày thứ năm đã cho thấy rằng là tình trạng ở đây có thể sẽ gây thêm khó khăn các giới chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đang có mặt ở tại Trung Đông cho biết rằng là chính quyền đang thúc giục các phía là phải giảm đi căng thẳng và trong cơn bừng tỉnh các cuộc đột kích và cái phong trào hoạt động của người Palestine. Bản tin mới nhất cho biết thì một trong những thứ trưởng đặc trách về khu vực của Trung Đông có tên là Barbara Leaf cho biết là các viên chức Hoa Kỳ đã gặp gỡ với các viên chức hàng đầu của cả Palestine và do Thái ngay sau có khi có cuộc đột kích này. Tuy nhiên à, bà này cho biết rằng là phía Palestine loan báo là không có ngân lại tất cả các chiến dịch hợp tác với an ninh với do Thái sau cái à, cuộc tấn công này và người Palestine cam kết rằng sẽ đưa tất cả những vấn đề này ra trước à, Liên Hiệp Quốc và kể cả tòa án quốc tế ICC đây được xem là một trong những cái chuyến bất ngờ của ông Anthony Blinken tới Trung Đông cùng một lượt trong ngày hôm nay từ Hoa Kỳ thì các thượng nghị sĩ đã áp lực chính quyền Joe Biden là phải có lệnh hành động cấm vận thêm với lại Trung Quốc, Iran à, trong vấn đề của cuộc chiến tại Ukraine <laughs> các thành viên nằm trong quỹ ban đối ngoại của thượng viện à, đã lên tiếng thúc giục chính quyền của Joe Biden là phải nhanh chóng ban lệnh cấm vận đối với các đồng minh của Nga trong việc mà xâm lăng Ukraine, đặc biệt là trung quốc và iran khi được hỏi là à, cái à, các đại diện từ trong bộ ngoại giao thì à, bộ quốc phòng và các cơ quan của chính quyền đặc trách về các cái việc phát triển quốc tế các thượng nghị sĩ của cả hai phía đều lên tiếng và nói rằng cần phải có lệnh cấm vận nhắm vào các công ty trung quốc và việc cấm vận này vẫn chưa đủ trong đó thì thượng nghị sĩ tatsu đã cáo buộc chính quyền joe biden đã tỏ ra suy yếu với lại iran chúng ta cần cắt bỏ tất cả những cái đầu rắn và mỗi việc mỗi đường hướng mà chúng ta làm nếu có thể và việc mà cấm vận này trực tiếp với Nga đã là đã diễn ra. Tuy nhiên, chúng ta phải cấm vận đối với những quốc gia hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến mà gọi là bất công và cuộc chiến được xem là à, vô lý này. Đó là lời phát biểu của chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Thượng viện là thượng nghị sĩ Bob Menendez đã đưa ra và cuối cùng thì Trung Quốc không thể có hành động được xem là mà hỗ trợ mà họ không đối diện với hậu quả. Menendez đã phát biểu như trên và đặt Trung Quốc vào việc mà họ đã cố tình tránh né và tiếp tục để cho các công ty của họ ủng hộ cho phía của Nga. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ James Bridg của Đảng Cộng hòa tại Idaho nằm trong quỹ ban này cũng nhắc lại lời phát biểu trên. Trung Quốc dường như đã hoạt động một cách khéo léo và tránh né. Chúng ta cần phải cho họ biết được bất kỳ một hậu quả nào họ nhận lãnh. Họ sẽ trở thành một cái uh, vấn đề lớn với chúng ta. Đó là lời phát biểu của ông Rich đưa ra. Lời phát biểu này đưa ra giữa lúc mà chính quyền của Joe Biden loan báo vào ngày thứ tư là Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm các loại xe tăng M1 Abrams cho phía của Ukraine. Tuy nhiên, ông Rich cùng với lại thượng nghị sĩ Brian Shark của đảng Dân Chủ tại Hawaii đã thúc dục nói rằng cái quyết định này quá lâu và cần phải là ngay lập tức. Trong khi đó thì thì ông Cruz đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Joe Biden là đã không có cái thái độ đầy đủ để mà ngăn chặn việc Iran tiếp tục hỗ trợ cho Nga tại Ukraine Đây được xem là một trong những cái mới nhất của chính quyền của Joe Biden phải đối diện với tình trạng được xem là có cái tình trạng gọi là chậm trễ trong việc ban lệnh cấm vận với các công ty của Trung Quốc và của Iran Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay các cơ quan liên bang cho biết họ đã bắt đầu mở cuộc phản công đối với những tên hacker. Bản tin từ Washington cho biết FBI và các đối tác quốc tế đã tạm thời phá vỡ được ít nhất là một cái tổ chức tống tiền, một băng đảng tống tiền bằng à, không gian mạng và trong năm ngoái và nói rằng các nạn nhân bao gồm luôn cả những cái bệnh viện, những cái khu học khu đã chi lên 130 triệu Mỹ kim cho tiền à, à, gọi là mua lại tất cả những dữ liệu của họ theo tường trình của Bộ trưởng Tư pháp là Merrick Garland và các viên chức Hoa Kỳ thông báo vào ngày thứ năm à, đơn giản là chúng tôi sẽ dùng tất cả các cái hệ thống luật pháp chúng tôi đã tấn công lại các hacker đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp là Lisa Monaco đã phát biểu trong cuộc họp báo. À, các viên chức cho biết là họ nhắm vào một tổ chức có tên gọi là Syndicate, uh, Syndicate hay còn gọi là Hive, uh, một trong những uh, năm cái tổ chức mà hacker tống tiền nổi tiếng nhất thế giới. Và trong đó họ nhắm vào các cái hệ thống chăm chăm sóc y tế và FBI đã thầm lặng uh, xâm nhập vào trong cái uh, tổ chức này và đã có thể hack được vào trong tổ chức này bằng software uh, sử dụng từ Đức và một số đối tác khác để mà có thể uh, và lấy lại tất cả những cái danh sách của ít nhất 1.300 nạn nhân trên toàn cầu trong đó gồm các cái trung tâm y tế và kể cả các cái trung tâm sức khỏe theo tường trình của giám đốc FBI là Christopher Ray và việc mà dập tắt cái nhóm hacker này là chuyện không dễ dàng và FBI phải sử dụng tất cả những loại à, gọi là bạch tinh tặc tức là những hacker white hacker để hỗ trợ cho họ và họ đã tịch thu được một số những cái server tại Los Angeles để ủng hộ cho cái việc mà điều tra và tấn công vào ít nhất là hai cái hai uh, dark tức là hai cái website tức là hai cái website đen của các cái hacker và trong đó một cái đã được sử dụng để uh, tiết lộ tất cả những dữ liệu để uh, nếu như những nạn nhân nào không trả tiền và một cái khác đàm phán để mà có thể lấy được tiền à, tống tiền của họ đây được xem là hành động mới nhất của FBI đưa ra và trong cuộc họp báo ngày hôm nay cho biết là họ đã phá vỡ được một trong năm mạng lưới hacker nổi tiếng trên toàn cầu chuyên môn tống tiền người khác đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay 77 thành viên lập pháp của đảng dân chủ đã viết lá thư chỉ trích việc ông Joe Biden không giải quyết cái vấn đề cơn khủng hoảng tại biên giới hai ngày sau khi mà ông Chubin gặp gỡ với các thành viên của đảng dân chủ ở tại quốc hội 77 các uh, 77 người đều thuộc đảng dân chủ đã gửi một lá thư trong ngày 26 tây thúc chục ông ta phải thay đổi tất cả những cái quyết định của ông ta giới hạn việc tị nạn và trong đó đã gây hại cho cái biên giới của Hoa Kỳ và Mexico trong lá thư gửi ra cho thấy là đảng dân chủ đang có sự chia rẽ trầm trọng về việc mà ông Joe Biden đã không giải quyết được cơn khủng hoảng về di trú đầu tháng Giêng chính quyền của Joe Biden đã công bố một cái kế hoạch toàn diện trong đó là sẽ ngăn chặn và giảm đi tình trạng di dân bất hợp pháp xâm nhập vào biên giới. Trong đó ông ta cho biết bốn quốc gia gồm có Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela sẽ là được sẽ được trả lại phía Hoa Kỳ dưới cái thay thầu 42 nếu như họ bất hợp pháp bước vào lãnh thổ này và đồng thời cũng là cung cấp một cái cơ hội lộ, lộ trình cho họ thông qua giấy tờ và trong đó ông ta dự tính sẽ nhận khoảng 30 ngàn người từ bốn quốc gia này mỗi một tháng để có thể giúp cho họ có thể định cư tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp thay vì họ băng ngang qua biên giới. Tuy nhiên thì việc này đã bị chỉ trích và các thành viên của đảng dân chủ đã lên tiếng và nói rằng ông ta đã không đủ khả năng giải quyết cái cơn khủng hoảng tại biên giới. Hiện nay gần như là các di dân từ Cuba, Haiti và Nicaragua đã không nằm trong cái thai thổ 42 các nhà lập pháp cho biết và chính quyền Joe Biden không thể quyết định tiến tới với cái kế hoạch này để đối phó với tình trạng di dân và những người xâm nhập vào cái lãnh thổ Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26 tây thượng nghị sĩ Bob Menendez à, và cũng như là dân biểu có tên là Alexandria Ocasio-Cortez lên tiếng cho biết là không cần biết là bao nhiêu cái chính sách của ông Trump và ông Biden à, đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục ngăn à, cản trở tất cả những nỗ nỗ lực để cải tổ cái vấn đề gọi là thực hiện các cái tiến trình nhập cư tại biên giới và tìm cách hiện đại hóa tất cả cái hệ thống à, di trú của chúng ta à, chúng ta nhận ra Hoa Kỳ đặc biệt là rất là khó khăn trong vấn đề thách thức về di trú ở biên giới phía Nam và những viên chức đã được đắc cử chúng tôi có trách nhiệm là phải đưa ra những cái giải pháp và pháp lý cần thiết để bảo vệ cho những người đi tìm kiếm tị tì nạn và đồng thời cũng không để cho họ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Đây là lời phát biểu của các thượng nghị sĩ đưa ra sau khi mà có báo cáo là trên 5 triệu người đã xâm nhập lãnh thổ Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp kể từ khi mà ông Joe Biden trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu tổng thống Trump nói rằng ông có thể cung cấp xe tăng cho Ukraine và trong đó có thể chấm dứt cuộc chiến với đại Nga một cách rất dễ dàng. Đây là lời phát biểu mới nhất của cựu tổng thống Donald Trump. Cựu tổng thống Donald Trump đã lên tiếng và nói rằng là À, việc mà hỗ trợ cho ukraine và việc hoa kỳ và đức cung cấp các xe tăng cho ukraine nếu cần thiết thì ông nói rằng là các cái xe tăng mà hỗ trợ cho ukraine sẽ dẫn tới một cái việc sử dụng các vũ khí nguyên tử và ông nói rằng rất dễ dàng để chấm dứt cuộc chiến trong đó ông đã không cho biết là làm, làm cách nào để lắp đặt các vũ khí nguyên tử vào trong đây đầu tiên hết là xe tăng và kế tiếp, kế tiếp là nguyên tử à, có thể à, khiến cho cái cuộc chiến khùng điên này chấm dứt ngay lập tức rất dễ rất dễ làm Ông Trump đã lên tiếng phát biểu như trên và ông là người đang ra tái tranh cử vào năm 2024 và là ứng cử viên duy nhất hiện nay của đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì ông Vladimir Putin, người mà được xem là luôn có những cái đồ đe dọa tới cộng đồng quốc tế về hạt nhân vốn đang tiếp tục cuộc chiến ở tại Ukraine. Hiện nay thì hầu hết các nhà phân tích chính trị cho rằng ông Putin có thể sẽ đe dọa nguyên tử nếu như mà ông ta thất bại trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là lời cảnh cáo mới nhất của các giới chức đưa ra, trong khi cựu Tổng thống Trump nói rằng đầu tiên hết là sử dụng các cái xe tăng hỗ trợ cho Ukraine. Và bước thứ hai, sử dụng luôn hạt nhân để mang tính chất răng đe và buộc Nga phải rút quân. Và đây là một điều rất dễ dàng để làm nếu có một vị tổng thống cứng rắn cầm quyền tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cuộc bục lực trong ngày hôm nay thì à... Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên tiếng cáo buộc ông Adam Schiff đã tiết lộ một số những thông tin bí mật từ cộng đồng tình báo. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và cũng là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA đã lên tiếng cáo buộc dân biểu Adam Schiff của Đảng Dân Chủ tại California đã khai mang với người dân Hoa Kỳ và cố tình tiết lộ một số những thông tin bảo mật đã từng cung cấp cho ông ta khi mà ông ta còn là chủ tịch của Ủy ban tình báo tại hạ viện adam Schiff đã nói láo với người dân hoa kỳ trong lúc mà uh, tôi còn là ngoại trưởng của hoa kỳ và là ngoại uh, và giám đốc cơ quan tình báo cia tôi biết được ông ta đã tiết lộ một số những thông tin mật mà chúng ta chúng tôi đã cung cấp cho ông ta ông Mike Pompeo đã phát biểu trên đài truyền hình Fox và nói rằng ông Schiff đã lúc thời điểm đen đi đó ông ta là chủ tịch ủy ban tình báo của hạ viện và ông ta gần như là người nắm tất cả những cái thông tin này chủ tịch của hạ viện hiện nay là ông Kevin McCarthy trong ngày thứ tư đã bác bỏ vai trò của ông Schiff và ông Eric Swalwell ngồi lại trong ủy ban tình báo bởi vì hai người này đã không thể tin tưởng một người mang tiếng là khai mang và nói láo với công chúng Hoa Kỳ người thứ hai là có quan hệ mật thiết với lại một à, nữ tình báo của Trung Quốc trước đây và do đó ông à, Kevin McCarthy đã loại từ vai trò của hai người này ra khỏi quỹ ban tình báo mặc dù có sự phản đối của đảng dân chủ tuy nhiên thì ông McCarthy khẳng định là cái à, thành viên trong quỹ ban tình báo phải sạch sẽ và không có một tì vết Ông Adam Schiff bị xem là kẻ đã nói dối với công chúng và người trong khi đó thì ông Eric Swalwell là người đã che giấu mối quan hệ của ông ta với một nữ tình báo của Trung Quốc hiện nay đang có mặt ở tại Trung Quốc và nữ tình báo này đã thoát ra khỏi Hoa Kỳ. Trước đây nữ tình báo này đã làm việc và gây quỹ cho ông Eric Swalwell. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của ông Mike Pompeo đã đưa ra ngay sau khi mà ông Adam Schiff tuyên bố ông ta sẽ ra tranh cử chức thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang California đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bốn cảnh sát ở tại Memphis đều là gốc người da đen đã bị truy tố liên quan tới cái chết của một người da đen khác mà trong đó người này đã bị chặn lại bởi vì vi phạm luật giao thông bốn à năm cựu cảnh sát của Memphis đã bị à, bắt đưa vào sở câu lưu trong cái tội sát nhân cấp 2 và một số những truy tố khác liên can tới cái chết của Thai Nico, một người đàn ông da đen đã thiệt mạng 3 ngày sau khi mà ông ta bị trận bởi một cảnh sát à, về à, vi phạm giao thông. Ít nhất là phía nhà tù ở tại Memphis đã cho biết như trên. À, nhà tù ở tại à, Shelby County và công tố viên tại đây là Steve Murray cho biết một trong cuộc họp báo là trường hợp này và vụ án này trong tôi chiều ngày thứ năm và các cả cảnh sát cho biết họ sẽ công bố tất cả những cái hình ảnh phút tách nằm ở trong cái quần áo của các cảnh sát này trong lúc mà họ chặn lại người cái người nạn nhân vào ngày thứ sáu tuần qua Nico 29 tuổi vốn là một người cha đã chết tại bệnh viện vào ngày 10 tây tháng 1, 3 ngày sau khi mà ông đã bị thương nặng kể từ khi mà ông bị bắt giữ bởi 5 cảnh sát và 5 cảnh sát này đều là người gốc da đen. Các viên chức cho biết thì có hai người đã bị truy tố tội thiếu đạo đức và một người khác đã bị truy tố tội tấn công và bắt cóc vân vân và đây được xem là một trong những cái vụ án gây kinh hoàng và những cảnh sát này 5 người tất cả đều là cảnh sát da đen và nạn nhân cũng là một người da đen. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, Quốc hội đã bắt đầu lắng nghe cuộc điều trần về sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Và điều này à, họ nhấn mạnh về việc mà các đồng minh của Hoa Kỳ nói rằng việc chia sẻ tin tức tiền báo trở nên quan trọng hơn trước sự bành trướng của Trung Quốc với việc mà Trung Quốc đang bắt đầu có những tự tin tăng cường sức bành trướng và các cái lối ngoại giao quân sự của họ à, và trong đó gần như là họ tìm cách gọi là thúc đẩy những quốc gia khác có thể đứng theo phía họ đây sẽ là một cái đòn nguy hiểm mà Trung Quốc đang đối diện đang đối phó với Hoa Kỳ trong một cái bản báo cáo mới nhất trong một cái ủy ban tại Quốc hội à, bản tin mới nhất cho biết thì phía lực lượng PLA đã sử dụng tất cả những cái kỹ thuật ngày xưa của Hoa Kỳ để gia tăng quyền lực mềm bao gồm luôn việc cặp các bến cảng à, tiếp xúc quân sự và quân sự bán vũ khí và thậm chí là các cái chương trình giáo dục trên toàn cầu và kể cả việc hợp tác gọi là à, tập trận tất cả những cái à, những cái chiến lược của Hoa Kỳ trước đây đều được Trung Quốc áp dụng để mà đe dọa tới cái quyền lực của Hoa Kỳ đó là một trong những cái cuộc điều trần diễn ra vào ngày thứ năm Trước cái quỹ ban gọi là US-China Economic and Security Review Commission và một cái cơ quan được thành lập sau năm 2000 để mà có những cái lời khuyên cho quốc hội. Và trong đó thì các nhân dân cho biết chúng tôi đã nhìn thấy được Piolet đã có thêm những cái đường hướng để mà tăng cường cái quyền lực của họ trên toàn cầu. Đó là lời phát biểu của bà Melody Ha. À, một phân tích gia của bộ quốc phòng đã cho biết như trên chúng ta đã thấy rõ là lực lượng quân sự của trung quốc và giới ngoại giao quân sự của họ đã áp dụng tất cả những chiến thuật xưa nay mà hoa kỳ đã sử dụng trên toàn cầu để gia tăng quyền lực mềm của họ đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía của quốc hội hoa kỳ ngay sau khi mà phía hạ viện đã có một cái quỹ ban cạnh tranh và đối phó với trung quốc việc này diễn ra giữa lúc mà bắc kinh đang tìm cách tăng cường rất nhiều quyền lực mềm của họ qua các cái ai giới ngoại giao về quân sự cũng như là kể cả sử dụng vấn đề kinh tế để uy hiếp những quốc gia ở khu vực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là một dự luật mới đã được đệ trình bởi Thượng nghị sĩ Ted Cruz, trong đó ngăn chặn bán tất cả những cái dầu thô trong quỹ dự trữ dầu thô chiến lược của Hoa Kỳ cho Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì thượng nghị sĩ Ted Cruz trong ngày 25 tây đã đề nghị một dự luật tìm cách ngăn chặn Hoa Kỳ bán những cái dầu thô nằm trong quỹ dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ cho Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc và những công ty do Cộng sản Trung Quốc làm chủ. Dự luật này có tên là Protecting American Strategic Petroleum Reserve from China Act đã được bảo trợ bởi 15 người thượng nghị sĩ thuộc là thành viên của Đảng Cộng hòa và quỹ dự trữ chiến lược này cần phải chắc chắn rằng người dân Hoa Kỳ không bị thiếu hụt các cái quỹ các cái nguồn dự trữ để đề phòng trong lúc khẩn cấp ông Cruz đã phát biểu trong một bản statement vì thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Texas chỉ ra trong bản báo cáo từ chính quyền của Châu Bình vào năm ngoái là gần 6 triệu thùng dầu thô của Hoa Kỳ nằm trong các quỹ dự trữ này đã bán cho các công ty do Trung Quốc làm chủ và nhà nước cộng sản Trung Quốc làm chủ có tên là Sinopec. Joe Biden đã bán tất cả những cái cái gọi là an toàn quốc gia và cái những cái tài sản an toàn quốc gia cho đảng cộng sản trung quốc trong khi đảng cộng sản trung quốc vẫn tiếp tục sử dụng cái nguồn dầu thô này để tăng cường cái khả năng thay thế vị trí của hoa kỳ người dân hoa kỳ đã phải trả giá cao hơn trong đó thì chính quyền cho bên lại xuất cản những cái dầu thô này qua cho trung quốc đây là một cái chính sách năng lượng đầy thảm kịch và chúng ta cần phải ngăn chặn ngay lập tức và trong hiện nay và trong tương lai không để cho người dân Hoa Kỳ bị thiếu hụt năng lượng và cái dự luật của ông Ted Cruz đã được thông qua bởi đảng Cộng Hòa vào ngày 12 tây tháng 1 trong đó gần như là đa số tuyệt đối và trước đó dưới sàn Hạ Viện đã được bỏ phiếu một cái dự luật tương tự với 331 phiếu thuận, 97 phiếu trống và 113 thành viên của đảng Dân Chủ đã hậu thuẫn cho cái dự luật này ở dưới sàn Hạ Viện và dự luật này nghiêm cấm bộ năng lượng Hoa Kỳ bán bất kỳ một giọt dầu thô nào ở trong cái quỹ dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ cho phía đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc những công ty của đảng Cộng sản Trung Quốc làm chủ. Dự luật này đã thông qua trên sàn Hạ viện với 331 phiếu thuận, 97 phiếu trống mà trong đó có tới 113 thành viên của đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa theo dự luật này. Và giờ đây thì thượng nghị sĩ Ted Cruz đã dựa trên cái phiên bản ở Hạ Viện để viết ra một cái luật tương tự như vậy trên sàn Thượng Viện và đệ trình trên sàn Thượng Viện. Và nếu như nó được thông qua một cách đa số tuyệt đối tức là trên 2 phần 3 phiếu thì ông Joe Biden sẽ mất quyền phủ quyết. Đây sẽ được xem là một trong những cái khá quan trọng và À, nếu như mà cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều chiếm à, 2 phần 3 cổ phiếu, phía Đảng Cộng Hòa đã vượt qua 2 phần 3 cổ phiếu tại Hạ viện. Giờ đây thì cái dự luật này được đệ trình trên sàn Thượng viện với hy vọng họ sẽ đạt được 2 phần 3 phiếu để mà ngăn chặn quyền phủ quyết của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn phá hủy đất nước Hoa Kỳ và lệnh ban cấm là cần thiết. Đó là lời phát biểu chính thức của thống đốc Christy Noem, thống đốc của tiểu bang South Dakota, Đảng Cộng sản Trung Quốc hay còn gọi tắt là CCP muốn phá hủy đất nước Hoa Kỳ và đang có những cái hành động mua những cái uh, tài sản nông nghiệp và những cái tài sản gần các cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ để đạt được mục tiêu này. Thống đốc của tiểu bang South Dakota bà Kristi Noem đã giải thích về việc bà ban lệnh cấm tất cả các công dân Trung Quốc mua các cái uh, đất nông nghiệp trên lãnh thổ của Hoa Kỳ và đặc biệt tại tiểu bang South Dakota, Đảng Cộng sản Trung Quốc là đang có cái hành động họ họ rất thù ghét chúng ta họ muốn phá hủy chúng ta và mỗi một hành động của họ đều tìm cách phá hủy nền tự do của chúng ta. Bà Noem đã phát biểu như trên và bà gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là những kẻ côn đồ và bà đã ký cái sắc luật này vào ngày 2 ngày 20 tây tháng Giêng. và cái sắc luật này chính thức được ký vào năm 2023 và thêm vào đó thì bà cho biết rằng là xác lệnh này cũng đã ra lệnh là cả đưa danh sách các quốc gia khác gồm có nga iran cuba venezuela và bắc hàn vào danh sách được xem là ngăn cấm không cho phép họ được đặt chân tới tiểu bang sao đặt cô ta và làm bất kỳ một cái mối thương này, mại nào chúng tôi sẽ đứng lên bảo vệ cho người dân của sao đặt cô và kể cả người dân ở North đặt cô ta làm cái tiểu bang kế tiểu bang của chúng tôi đảng cộng sản trung quốc và một số những quốc gia khác đang tìm cách thao túng các cái vùng đất của chúng ta đặc biệt là những cái vùng đất nông nghiệp nằm gần các trại quân sự của chúng ta bà noem đã viết ra lên cái lời như trên khi bà ký những xác lệnh và nghiêm cấm tất cả những quốc gia này có thể tiếp cận và mua các vùng đất của chính quyền liên bang. À, xin lỗi quý vị, của chính quyền tiểu bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã nhắm vào các mục tiêu công ty Trung Quốc giúp đỡ cho nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga ở tại Ukraine bản tin mới nhất cho kia biết thì Hoa Kỳ trong ngày thứ năm đã ban lệnh cấm vận với một công ty của Trung Quốc bị cáo buộc là cung cấp các cái hình ảnh vệ tinh ở Ukraine giúp cho lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga có thể đến để mà tấn công ở tại Ukraine và việc này nằm dưới cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ Bộ Tài Chánh và Bộ Ngoại giao loan báo rằng họ sẽ có hành động nhắm vào một những công ty nào mà hỗ trợ cho nhóm lính đánh thuê Wagner về việc gọi là có những cái hành động gọi là chuyển tiền, chuyển, chuyển tiền hoặc là có những hành động hỗ trợ cho tổ chức để xem là tội ác này một biến chuyển vào tuần trước đã được tòa bạch ốc khẳng định và lệnh cấm vận này sẽ buộc tất cả những đồng minh của điện Kremlin là sẽ không hoạt động được đặc biệt là liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine đó là lời phát biểu của ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đưa ra và công ty bị nhắm vào là công ty Changsha Tianyi Space Science and Technology tức là công công ty nghiên cứu về không gian kỹ thuật vũ trụ của Trung Quốc đây là một cái công ty mà đã cung cấp những cái hình ảnh vệ tinh cho lực lượng Wagner một cái lực lượng lính đánh thuê là đồng minh của nga đang hoạt động tại Ukraine. Đây được xem là trong một trong những lệnh cấm vận mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào các công ty của Trung Quốc đang có những cái hỗ trợ gọi là cả những cái thiết bị, những cái vật dụng mà không gây sát thương cho lực lượng của Nga và lực lượng lính đánh thuê của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.